Chào mừng quý vị đến với Tiêu điểm Thế giới. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 9 vừa qua, thì một buổi lễ chính thức đã được tổ chức ở thủ đô Mát-cơ-va, đánh dấu sự kiện 4 vùng ly khai ở miền đông Ukraine đã được sáp nhập vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Vladimir Putin cùng lãnh đạo của 4 vùng là Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk đã ký văn kiện chính thức về việc sáp nhập. Theo một số cuộc phỏng vấn sau đó, thì ngay trong nước Nga cũng có nhiều ý kiến trái ngược về vấn đề này. Có người vui mừng chào đón sự trở về đất mẹ của 4 vùng, có người lo ngại động thái sẽ khiến xung đột phức tạp hơn, cũng như các lệnh cấm vận sẽ nghiệt ngã hơn. Phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng ngay lập tức xuất hiện. Bên cạnh một số tiếng nói ủng hộ, có nhiều quốc gia lên tiếng phản đối, đặc biệt là từ Bắc Mỹ và châu Âu. Để hiểu thêm về vấn đề này, trong chương trình Tiêu điểm Thế giới hôm nay, chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn bài phát biểu của Tổng thống Nga tại sự kiện trên. Văn bản gốc bằng tiếng Nga được hãng truyền thông nhà nước TASS đăng tải. Kính gửi tất cả công dân Liên bang Nga, các công dân Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Kính gửi các nghị sĩ ở Hạ viện và Thượng viện. Như các bạn đã biết, cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson đã có kết quả. Người dân đã đứng ra lựa chọn, một sự lựa chọn dứt khoát và rõ ràng. Hôm nay, chúng ta đã ký văn bản chính thức về việc sáp nhập Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson vào Liên bang Nga. Tôi tin rằng Quốc hội sẽ ủng hộ bước đi này và chấp nhận Liên bang Nga có thêm 4 thực thể mới, bởi vì điều đó thể hiện ý chí và nguyện vọng của người dân. Và tất nhiên, điều này cũng phù hợp với điều thứ nhất của Hiến chương Liên Hợp Quốc về những nguyên tắc công bằng và tôn trọng ý kiến chung của người dân. Tôi xin nhắc lại, đây là quyền của người dân ở 4 khu vực, dựa trên lịch sử đoàn kết của đất nước chúng ta, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã đứng lên chiến đấu và bảo vệ lãnh thổ. Ở đây, tại vương quốc Novorossia, Rumiasev, Rusovo và Usakov đã đứng lên chiến đấu. Nữ hoàng Catherine đệ nhị và hoàng đế Potemkin đã thành lập ra những thành phố mới. Nơi đây, chứng kiến ông bà và tiền nhân của chúng ta đã dạy chúng ta những bài học sâu sắc về lòng yêu nước. Chúng ta cũng nhớ về những người anh hùng đã đứng lên chống lại cuộc đảo chính của lực lượng thân phát xít vào năm 2014, cùng với tất cả những người đã đứng dậy để đấu tranh cho quyền được nói ngôn ngữ của mình, bảo tồn văn hóa của mình và phẩm giá của mình. Tất cả những người lính ở Donbass đều là anh hùng. Nhiều người trong số họ đã ngã xuống bởi hành vi bạo lực của chính phủ ở thủ đô Kiev. Họ là những người lính, những người tình nguyện viên, công dân, trẻ em, phụ nữ, người già, người Nga, người Ukraine và nhiều chủng tộc khác. Họ là những người như lãnh đạo ở Donetsk Alexander Zakharchenko, các chỉ huy quân đội Ace Pavlov, Vladimir Zoga Okla Kotura và Alexei Mogovoi. Họ là thẩm phán ở Luhansk, Sergei Gorenko. Họ là lính nhảy dù Numa Gomez Gazima Vomedom và tất cả những người lính đã ngã xuống trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Họ là các anh hùng của nước Nga vĩ đại. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Đằng sau quyết định của hàng triệu người dân ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson là một vận mệnh chung được kết nối lại với nhau hàng ngàn năm lịch sử. Chúng ta có một sự kết nối linh thiêng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, trong tim họ vẫn luôn chắc một tình cảm với nước Nga. Không ai có thể hủy hoại điều này. Đó là lý do cả thế hệ trẻ lẫn thế hệ cao tuổi, những người sinh ra trước và sau khi Liên Xô tan rã, đều bỏ phiếu trở về với Nga. Năm 1991, tại một cánh rừng của Belarus, mặc dù không hỏi ý kiến người dân, các đại diện của tầng lớp ưu tú đất nước đã quyết định giải thể Liên bang Xô Viết, và rất nhiều người dân bất chợt thấy mình bị tách ra khỏi đất mẹ sau một đêm. Những đường biên giới được vẽ lại một cách vội vã đã hủy hoại đất nước vĩ đại của chúng ta. Hậu quả là những cuộc đối đầu cho tới tận ngày hôm nay. Chúng ta khẳng định rằng nhiều người đã không hiểu hết các hậu quả của việc giải thể quá nhanh này. Hậu quả không thể nào tránh khỏi, nhưng mọi thứ đã là quá khứ. Không còn Liên bang Xô Viết, không thể quay trở lại quá khứ. Và nước Nga bây giờ cũng không cần điều đó nữa. Nước Nga không đấu tranh để khôi phục lại. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản quyết tâm của hàng triệu người từ sự gắn kết trong lịch sử như văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, ngôn ngữ đã xem mình là một phần của nước Nga. Nơi suốt nhiều thế kỷ, chúng ta sống dưới một nhà nước duy nhất. Không có gì ngăn cản được sự thật này. Suốt 8 năm qua, người dân Donbass là đối tượng của phong tỏa, không kích cùng rất nhiều tội ác. Tại Kherson và Zaporizhia, người dân cũng phải đối mặt với sự kỳ thị vì tất cả những gì liên quan đến nước Nga. Giờ đây, khi cuộc trưng cầu đang diễn ra, Chính phủ ở Kiev đã đe dọa sẽ bỏ tù hay tử hình những người đứng ra tổ chức và những công dân muốn bày tỏ nguyện vọng của mình trong hòa bình. Do vậy, những người dân kiên cường ở Donbass, Zaporizhia và Kherson đã không lùi bước. Tôi muốn nói với chính phủ ở Kiev và những bên liên quan ở phương Tây rằng người dân sinh sống ở Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia từ nay đã trở thành công dân Nga mãi mãi. Tôi kêu gọi chính phủ ở Kiev ngừng bắn, chấm dứt mọi hành vi thù địch từ năm 2014 và trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng cho điều đó và lặp lại nhiều hơn một lần. Nhưng chúng tôi sẽ không thảo luận về quyền lựa chọn của người dân Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson nữa. Mọi thứ đã được quyết định. Chúng tôi sẽ không phản bội lại ý chí của họ. Chính phủ ở Kiev phải tôn trọng quyền này của người dân. Đây là con đường duy nhất tiến tới hòa bình. Chúng tôi sẽ bảo vệ những vùng đất của mình bằng mọi lực lượng mình có nhằm đảm bảo rằng người dân có cuộc sống yên bình. Chúng tôi chắc chắn sẽ xây lại những thành phố và thị trấn bị phá hủy, xây dựng lại nhà cửa, trường học, bệnh viện, nhà hát, viện bảo tàng và các khu công nghiệp, nhà máy cùng nhiều cơ sở dân sinh khác. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm việc để nâng cấp mức độ bảo vệ an ninh. Tôi muốn nhấn mạnh rằng người dân ở những vùng đất này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phần còn lại của nước Nga bằng tất cả những gì có thể. Kính thưa tất cả, hôm nay tôi muốn nhắc đến những người lính và sĩ quan đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, những người lính của Donbass và Novorossia. Tất cả họ sẽ trở thành một phần của lực lượng vũ trang Nga. Tôi cũng muốn nhắc đến những bậc cha mẹ, những người vợ và những đứa trẻ trong gia đình có người lính đang chiến đấu. Họ cũng là những người anh hùng. Những người lính ấy đang chiến đấu với kẻ thù ngay trước mặt chúng ta. Kẻ thù muốn đưa thế giới này vào xung đột và khủng hoảng. Kẻ thù muốn giành được lợi ích từ thảm kịch đổ máu này. Những đồng bào, những anh chị em chúng ta ở Ukraine đã nhìn thấy mưu đồ thật sự của phương Tây. Và thực tế thì phương Tây đã bị vạch trần bộ mặt thực sự, mục đích thật sự với những gì đã làm ở Ukraine. Sau năm 1991, phương Tây muốn kiểm soát thế giới. Tất cả chúng ta phải làm theo định hướng và tham vọng của họ. Do vậy, sau năm 1991, phương Tây muốn nước Nga không thể phục hồi và tiếp tục tàn rã. Điều đó đã gần như xảy ra. Chúng ta hãy nhớ lại những năm 1990, nghèo đói, lạnh lẽo và vô vọng. Nhưng nước Nga đã kiên cường, từng bước hồi sinh và tìm lại vị trí của mình trên thế giới. Cùng thời gian này, phương Tây tiếp tục tìm cách khác nhau để làm suy yếu và hủy hoại nước Nga. Điều họ luôn mơ ước là chia chúng ta nhỏ ra và tự xung đột với nhau. Họ không nhìn thấy một đất nước rộng lớn, tài nguyên dồi dào và ngày càng đoàn kết. Nhất là người dân không chịu sống trong sự định hướng và trật tự áp đặt của người khác. Để làm cho các quốc gia khác sống với trật tự mình áp đặt, phương Tây không ngần ngại tấn công làm suy yếu những quốc gia độc lập, tấn công vào văn hóa, hệ thống chính trị và nhiều hình thức khác. Thậm chí, họ đã hủy diệt cả một số quốc gia, để lại những thảm họa nhân đạo khủng khiếp, giúp cho các tổ chức khủng bố trỗi dậy. Tất cả họ làm đều vì mục đích và lợi ích của chính họ. Những gì diễn ra ở Trung Đông và Syria là ví dụ tiêu biểu. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, thời kỳ nước này áp đặt ý chí lên nước kia đã qua. Nước Nga sẽ luôn là nước Nga. Chúng tôi sẽ bảo vệ phẩm giá và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Nước Nga có sức mạnh của mình, nền văn minh và văn hóa của mình. Và chúng tôi sẽ không cam chịu sống trong sự áp đặt của những luật lệ sai trái. Đó là lý do vì sao sự lựa chọn của người dân tại Crimea, Sevastopol, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson làm cho phương Tây tức giận. Họ không có tư cách để đánh giá và phán xét tình hình, nhân danh tự do và dân chủ. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận tư tưởng chính trị cực đoan và sự ủng hộ chủ nghĩa tân phát xít. Chúng tôi không chấp nhận chủ nghĩa bài Nga đang được nhiều quốc gia có ý đồ thúc đẩy trên thế giới. Phương Tây bắt đầu chính sách cực đoan với các dân tộc khác từ thời Trung Cổ. Họ sinh ra chế độ nô lệ trên toàn cầu. Họ diệt chủng người Indian ở châu Mỹ. Họ chia cắt Ấn Độ, sâu xé châu Á và châu Phi và ép buộc các dân tộc khác phải theo ý họ. Họ đối xử với người dân thuộc địa, thậm chí nhiều nơi như con vật. Điều này trái ngược với những thứ họ giao giảng như nhân văn, bác ái, sự thật, tự do và luật pháp. Chúng ta tự hào trong thế kỷ 20 là quốc gia đi đầu trong phong trào xóa bỏ các hình thức bóc lột thuộc địa. Chúng ta đã cống hiến không ngừng nghỉ cho các quốc gia nghèo khó đi lên, giảm bất bình đẳng, vượt qua đói nghèo và bệnh tật. Một lý do mà họ phát động phong trào bài Nga bởi vì chúng ta không cam chịu. Giống như chúng ta không chấp nhận chế độ bóc lột thuộc địa, chúng ta muốn châu Âu thực hiện chính sách thương mại bình đẳng, cả hai cùng có lợi. Chúng ta cũng không ép buộc hay cưỡng bức ai điều gì. Ví dụ, chúng ta khuyến khích sự tôn trọng với mọi tôn giáo trong xã hội như Chính Thống giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo hay Phật giáo. Tôi muốn nói rằng, văn hóa Nga là văn hóa mở. Chúng ta mở cửa với thế giới. Tôi cũng muốn nhắc lại rằng, việc can thiệp vào nước Nga của phương Tây đã có từ lâu. Họ đã làm từ thế kỷ 17. Họ đã tấn công mạnh mẽ vào chúng ta sau năm 1917, nhưng thất bại. Họ chưa bao giờ từ bỏ việc đưa nước Nga theo trật tự do họ sắp xếp. Chúng ta xem họ là những người bạn, là đối tác, còn họ xem chúng ta như thấp bé, chèn ép chúng ta phải sống trong thế giới do họ sắp đặt. Chúng ta không quên những điều đó. Những ngày này, người dân ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia đã đồng lòng trở về với nước Nga lịch sử. Phương Tây lại giao giảng bài học cũ kỹ hàng thế kỷ qua về việc họ muốn mang lại sự tự do và dân chủ cho người khác. Mọi thứ đều đi ngược lại. Thay vì dân chủ, họ mang đến sự đàn áp, khai thác và ép buộc. Thay vì tự do, họ mang đến bạo lực và khống chế. Thế giới đơn cực, một bên quyết định tất cả, không phải là dân chủ và tự do. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới dùng vũ khí hạt nhân 2 lần khi hủy diệt 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật. Họ đã tạo ra một tiền lệ. Để tôi nhắc lại, Hoa Kỳ cùng với Anh Quốc đã biến Dresden, Hamburg, Klochny và nhiều thành phố khác của Đức thành vùng đất chết một cách không cần thiết trong Thế chiến thứ hai. Họ làm điều này với một mục đích duy nhất, giống như ném bom nguyên tử là để dọa nạt các nước khác và toàn thế giới. Và bây giờ, nhân danh muốn xuất khẩu lương thực của Ukraine để giúp các nước nghèo, họ đã chuyển hết các chuyến hàng đến nước họ. Điều gì đang xảy ra? Chỉ 5% lương thực của Ukraine được xuất đến các nước nghèo. Một lần nữa, sự thực dụng, đạo đức giả lập. Hoa Kỳ không ngừng áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga với mong muốn ngắt nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của Nga sang châu Âu. Điều này khiến châu Âu phụ thuộc vào năng lượng từ họ nhiều hơn, giúp họ thu nhiều tiền hơn. Đây là sự tính toán ai cũng hiểu, tất cả chỉ vì lợi ích. Khi những lệnh trừng phạt là không đủ, họ chuyển qua phá hoại. Không thể tin được, đường ống dẫn khí Nord Stream nằm sâu dưới đáy biển Baltic đã bị tấn công. Tất cả đều hiểu ai sẽ có lợi trong sự cố này. Thế giới này đang chuyển mình mạnh mẽ, nhiều quốc gia quyền lực mới xuất hiện. Họ không chỉ đề cập mà còn muốn bảo vệ lợi ích của chính mình, bảo vệ độc lập chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết. Đây là tự do thực sự. Ở Mỹ và châu Âu, như tôi từng đề cập, cũng có rất nhiều với tấm lòng rộng mở ủng hộ chúng tôi. Họ là những người bạn thực sự và chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của họ rất nhiều. Chúng tôi và họ cùng ủng hộ một thế giới đa dạng, đa văn hóa, đa sắc màu, cùng chung sống hòa bình và phát triển. Đây là động lực sẽ ảnh hưởng tới tình hình địa chính trị trong thời gian sắp tới. Các bạn thân mến, ngày nay, chúng tôi chiến đấu không chỉ vì con đường tự do, mà trước hết vì quyền được phát triển của nước Nga. Chúng tôi cực lực chống lại những thế lực muốn nước Nga nghèo đói và bất ổn. Các chính sách ép buộc sẽ thất bại là điều không thể đảo ngược. Cuộc xung đột hiện tại vì những thế hệ sau của nước Nga, chúng tôi muốn bảo vệ họ không bị đồng hóa, không bị đàn áp, không bị làm nô dịch. Đây là cuộc xung đột, chúng tôi không bao giờ mong nó xảy ra. Và để kết thúc bài phát biểu tại đây, tôi xin trích dẫn một câu nói của Ivan Alexandrovich Ilyin rằng: nếu tôi xem mình thuộc về đất mẹ Nga, điều đó nghĩa là tôi yêu văn hóa Nga, tiếng Nga, tôi nói và hát bằng tiếng Nga. Tôi tin rằng, trong tiềm thức của tôi mang bản sắc Nga, được hình thành từ những đau khổ và vinh quang mà dân tộc này hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử. Đặt sau câu nói đó là một sự lựa chọn mang dấu của hơn 1.000 năm lịch sử. Đó là hôm nay, chúng ta quyết định rằng người dân ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson có quyền thực hiện nguyện vọng của mình. Họ đã chọn đứng về phía cộng đồng, hướng về đất mẹ, để sống đúng với vận mệnh của mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. Đằng sau chúng ta là sự thật, đằng sau chúng ta là nước Nga vĩ đại. Sau khi buổi lễ sáp nhập 4 vùng ly khai diễn ra thì nhiều người dân Nga đã bày tỏ sự vui mừng khi những vùng đất lịch sử đã trở về với đất mẹ. Một số khác lo ngại tương lai sắp tới của nước Nga sẽ khó khăn hơn rất nhiều sau quyết định ngày hôm nay. Trên thế giới, một số quốc gia như Belarus, Syria hay Triều Tiên bày tỏ sự ủng hộ, Ấn Độ hay Brazil giữ thái độ trung lập, còn các nước phương Tây như Mỹ hay châu Âu thì phản đối mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ phản đối hành động sáp nhập lãnh thổ Ukraine. Nga đang vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc sáp nhập ngày hôm nay không có giá trị pháp lý. Nước Mỹ sẽ không công nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế tìm cách để Nga phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì đáp trả rằng chúng tôi đã có một bước đi quyết đoán là ký đơn xin gia nhập NATO. Ukraine sẵn sàng cho đàm phán, nhưng với một tổng thống Nga khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan nói, chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất việc công nhận và sáp nhập các vùng này vào nước Nga. Chúng tôi kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, nhưng chúng tôi cũng kêu gọi các bên tôn trọng lợi ích và những quan tâm chính đáng về an ninh của các quốc gia. Các quốc gia lớn khác như Brazil hay Ấn Độ tiếp tục trung lập, không lên án Nga nhưng cũng không ủng hộ. Và chương trình Tiêu điểm Thế giới tuần này đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình khác.